Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát thống kê số trẻ từ 6 tháng cho đến dưới 5 tuổi để chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là nội dung trong văn bản vừa được Bộ này gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em ở độ tuổi trên khi có đủ điều kiện cơ sở khoa học. Theo Bộ Y tế, hiện cả nước đã tiêm hơn 259 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên, tỷ lệ bao phủ đủ liệu cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt sắp xỉ 100%. Mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi lần lượt đạt 88% và 60%. Để chuẩn bị mở rộng đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo ra soát thống kê số trẻ em trên địa bàn từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho nhóm tuổi này, gửi kết quả tổng hợp về các viện vệ sinh dịch tễ hoặc viện Pasteur khu vực trước ngày 30 tháng 9 tới.